Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 10 tháng 5 với những tin tức công nghệ cực kỳ hấp dẫn không thể bỏ qua. Sau hết điện thoại, đồng hồ, xe đạp, đồ gia dụng thì Xiaomi hôm nay đã chính thức tung ra quần áo cho chúng ta. Và đó là bộ đôi quần lót thông minh. Những chiếc quần lót này được sản xuất bởi công ty con Miza của Xiaomi và được trang bị công nghệ vô cùng đặc biệt mang tên Wicking Windows. Với công nghệ này, những chiếc quần lót sẽ tạo ra cảm giác cực kỳ thoải mái và khô thoáng cho người mặc. Loại vải này có thể đẩy hơi ẩm ra nhanh hơn 40%, chống thấm ngược tốt hơn 14 lần và ít dính da hơn một nửa so với chất liệu thông thường, tạo cảm giác mặc mà như không mặc vậy. Cả hai phiên bản dành cho nam và nữ đều có kiểu dáng thể thao, cùng nhiều kích thước và màu sắc để người dùng lựa chọn. Nếu ai muốn sở hữu những chiếc quần thông minh này thì giá cho phiên bản nữ là 230.000 đồng, còn phiên bản nam là 350.000 đồng nha. Nếu quần lót thông minh chưa được thỏa mãn bạn thì giờ đây, bạn thậm chí còn có thể biến hình thành thủy thủ mặt trăng với chiếc smartphone Meizu M8 phiên bản giới hạn. Về thiết kế cũng như cấu hình, phiên bản mới không có sự khác biệt nào với màn hình 5,2 inch, RAM 4GB, chip Helio X20 và pin 3000 mAh. Điều đặc biệt của phiên bản này chính là vẻ ngoài màu hồng cực kỳ nữ tính, được lấy cảm hứng từ truyện tranh thủy thủ mặt trăng. Thậm chí còn đi kèm chiếc ốp lưng và gậy tự sướng không thể nào dễ thương hơn được. Meizu M8 phiên bản thủy thủ mặt trăng sẽ được bán ra vào ngày 12 tháng 5 tới với mức giá khoảng 10 triệu đồng. Sau một thời gian mất tâm mất tích thì những hình ảnh đồ họa về chiếc điện thoại logo chữ B mà ai cũng biết là ai đã được lan truyền, gây tò mò cho cộng đồng người dùng di động. Theo hình ảnh này thì chiếc Bphone thế hệ tiếp theo sẽ có thiết kế khá tương đồng với người tiền nhiệm, nhưng được trang bị cụm camera kép. Mặc dù có thể đây chỉ là chiêu trò câu like, nhưng vào đầu tháng 5 vừa qua, những thông tin về Bphone đã được BKV úp mở mở thu hút nhiều sự quan tâm không ít của các thành viên. Đã 2 năm kể từ khi Bphone được BKV ra mắt thị trường, rất hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ lại được thấy một chiếc smartphone made in Việt Nam mới, đẹp hơn, tốt hơn và mức giá cạnh tranh hơn. Gần đây, nhiều diễn đàn và hội nhóm sử dụng sản phẩm của Xiaomi xuất hiện liên tục những cảnh báo về việc cục sạc dự phòng Xiaomi Gen 2 10.000 mAh gây cháy IC của điện thoại. Mặc dù vẫn chưa xác minh được liệu đây là do ngoại cảnh tác động hay do bản thân cục sạc dự phòng này, nhưng MIUI.vn, diễn đàn chính thức của Xiaomi tại Việt Nam, đã đăng tải thông báo kêu gọi gửi các sản phẩm lỗi để kiểm tra và khuyến cáo người dùng không mua và sử dụng sạc có nguồn gốc không rõ ràng hoặc hàng xách tay. Dĩ nhiên, những thành viên gửi trả sạc dự phòng có lỗi sẽ được đền bù bằng một cục sạc dự phòng Gen 2 chính hãng đến từ DigiWorld. Vì vậy, nếu ai gặp phải lỗi tương tự trên Xiaomi Gen 2 10.000 mAh thì hãy truy cập ngay miui.vn để liên hệ đổi trả nhé. Đã giàu nay còn giàu hơn, giá trị vốn hóa của Apple đã đạt được cột mốc giá trị 800 tỷ USD, bỏ xa đối thủ Alphabet. Công ty mẹ của Google trở thành công ty công nghệ đầu tiên đạt mốc này và tiến gần hơn tới con đường trở thành công ty công nghệ có giá trị 1.000 tỷ USD. Theo như dự đoán của các nhà đầu tư, iPhone 8 sẽ tiếp tục mang lại những thành công vang dội cho Apple, giúp cổ phiếu của hãng tiếp tục tăng. Thời gian ra mắt iPhone mới cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, thật là mong chờ quá đi. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai.